Minh Tuyến xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thảo Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa quý vị, trên tinh thần mong muốn chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về pháp luật, chương trình Thảo Lý Thấm Tình được phát sóng mỗi ngày để chúng ta có dịp ngồi lại cùng nghe các luật sư, chuyên gia về luật giải đáp ngọn ngành các vấn đề về luật dân sự. Từ đó có thể cung cấp cho mình những kiến thức, những thông tin bổ ích để giải quyết những tình huống xung quanh cuộc sống một cách thấu tình đạt lý, đúng như tên gọi của chương trình Thảo Lý Thấm Tình. Và ngày hôm nay người sẽ đồng hành với chúng ta đó chính là luật sư Trần Hải Anh đến từ đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. Xin chào luật sư ạ. Xin chào MC Kim Tuyến. Xin chào quý khán giả của chương trình Thấu Lý Thấm Tình. Và như thường lệ thì Kim Tuyến xin được phép đọc lá thư gửi về từ một vị khán giả ạ. Xin chào luật sư, do cần tiền mà con tôi cầm cố thẻ căn cước công dân của mình, nhưng đã một thời gian con tôi chưa tới để lấy lại, nên phía nhận cầm có liên lạc với tôi. Tôi được người thân cho biết việc cầm cố thẻ căn cước công dân là hành vi vi phạm pháp luật, thì không biết là trường hợp này sẽ bị xử phạt như thế nào, nhờ luật sư giải đáp ạ. Và thưa luật sư, hành vi cầm cố căn cước công dân có bị cấm hay không ạ? Với câu hỏi của Kim Tuyến là cái việc mà cầm cố căn cước công dân hay chứng minh nhân dân có phải là vi phạm pháp luật hay không? Cái này pháp luật của chúng ta có quy định rất cụ thể ở tại cái luật căn cước công dân năm 2014. Quy định tại điều 7 nội dung như sau. Cái hành vi mà bị nghiêm cấm là làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thẻ căn cước công dân, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân của người khác, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước công dân, sử dụng thẻ căn cước công dân giả. Bởi vì thẻ căn cước công dân á, là cái thông tin cơ bản về nhân thân á, để mà nhận dạng một cái cá nhân. Mang cái thẻ căn cước công dân đi cầm cố là hành vi mà theo quy định tại luật căn cước công dân này là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm. Thì bên cạnh cái người đi cầm cố vi phạm thì cái người nhận cầm cố cũng bị cái hành vi đó là hành vi vi phạm. Và thưa luật sư, việc cầm cố căn cước công dân vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Căn cứ quy định tại điều 10 nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ có quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cầm cố thẻ căn cước công dân như sau. Phạt tiền từ 4 triệu cho đến 6 triệu đối với những cái hành vi thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố giấy chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân. Vậy thì như luật sư có chia sẻ là cầm cố căn cước công dân là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Nhưng mà tại sao có nhiều nơi vẫn chấp nhận cái việc là cầm cố căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân để cho vay tiền nhanh ? Cái từ vay tiền nhanh là thấy nó có vấn đề rồi đó. Bởi vì theo các cái quy định hiện hành về vấn đề cho vay, vay ở đây vay tài sản mà cụ thể là vay tiền, thì phải thực hiện cái hình thức là cầm cố hoặc là thế chấp theo quy định của Bộ Luật Dân sự hoặc là cái luật liên quan đến cái việc là của các cái tổ chức tín dụng. Thứ nhất là gì? Về bên cho vay là phải có chức năng cho vay. Còn ở đây chúng ta thấy cái hình thức cho vay tiền nhanh á, là của những cái cá nhân hoặc là những cái tổ chức không phải là cái tổ chức được cấp phép cho hoặc là có cái chức năng hợp pháp trong cái vấn đề là cho vay. Vậy thì trong những cái trường hợp này là cái người đi vay là họ không phải chứng minh về cái khả năng có trả được nợ hay không. Mà chỉ cần là gì? Đưa cái căn cước công dân, thậm chí là chụp hình ảnh lại, rồi lưu cái danh bạ điện thoại lại. Nhằm cái mục đích là gì? Thứ nhất, cái việc mà cho vay tiền này về chủ thể cho vay đã không hợp pháp rồi. Cái hình thức cho vay, cái hình thức mà để mà cầm cố thế chấp cũng không phù hợp theo quy định của pháp luật. Và cái hình thức để thu hồi cái khoản vay còn lại còn không phù hợp với quy định, như là Kim Tuyến đã từng chứng kiến những cái trường hợp hoặc là chúng ta có thể thấy thông tin trên báo đài đưa về việc là một ngày đẹp trời chúng ta nghe được một cuộc điện thoại. Tôi cũng là một cái người đã từng nghe cái cuộc điện thoại như vậy rồi, về cái việc là một cái nhân viên của tôi đã nghỉ việc xong sau đó là đi vay. Và trong cái danh bạ thì có lưu cái tên tôi mà khá là cái lượng mà tương tác nó khá thường xuyên. Cho nên tôi là cái đối tượng bị cái người cho vay tiền đó, họ sỉ vả rồi họ
đe dọa rồi họ yêu cầu này nọ, thì cái hình thức mà đi cầm cố căn cước công dân đó, để cho người ta thực hiện những cái việc đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Họ sẽ sử dụng cái thông tin trên cái căn cước này để thực hiện những cái việc mà nó không hợp pháp. Một là lấy cái nhân thân của chúng ta để đi làm những cái việc phi pháp. Có những trường hợp là có những ông gọi điện cho tôi nói chứ cô ơi, làm sao chứ bây giờ tự nhiên cái tôi chăn dịch lâu năm mà giờ tôi được làm giám đốc, mà bây giờ tôi đi ra đi du lịch thì bị ngăn chặn ở tại cảng hàng không bởi vì là người ta nói tôi bị nợ thuế. Đó. Rồi ông khác thì lại đang trong cái trường hợp là bị cơ quan thi hành án làm cái việc thủ tục là phải thi hành cái quyết định bản án bằng cái tài sản của ổng, vân vân. Đấy, thì trong những cái trường hợp này thì cái việc mà cầm cố cái thẻ căn cước công dân này, phía cái người cầm cố là có những cái mục đích như vậy. Cái việc mà cho vay tiền nhanh thì cũng không phải là đúng quy định của pháp luật và cũng không phải mang lại cái lợi gì cho người vay đâu, bởi vì trên thực tế cái lãi suất khủng khiếp lắm. Và thưa luật sư, như luật sư chia sẻ thì ai là người có thẩm quyền để xử phạt những cái vi phạm về hành chính đối với hành vi là cầm cố những cái giấy tờ tùy thân như là căn cước công dân ạ? Thẩm quyền để mà xử phạt cái hành vi cầm cố căn cước công dân, chứng minh nhân dân và đối với lại cái hành vi nhận cầm cố hai cái loại giấy tờ này á, thì thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Bởi vì theo cái quy định tại Điều 68, Nghị định 144/2021 của Chính phủ quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, thì có xác định rằng cái hành vi cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân thuộc hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Và cái mức xử phạt tiền á, là từ 4 triệu đến 6 triệu. Còn cái thẩm quyền của chỗ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện á, thì phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với cái hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Kim Tiến có hỏi là ai có quyền xử phạt, thì ở đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là có quyền xử phạt đối với cái hành vi vi phạm này. Và Kim Tiến tin rằng là ngay bây giờ thì quý vị khán giả xem đài cũng đang trông chờ lời khuyên đến từ luật sư ạ. Những cái hệ lụy từ cái việc mà đi cầm cố hoặc là nhận cầm cố cái căn cước công dân hoặc cái chứng minh nhân dân thì nó rất là nhiều. Và cái nào nó cũng có phát sinh ra cái hậu quả pháp lý. Một là bị xử phạt hành chính, hai có thể bị xử phạt hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự với lại những cái hành vi mà nó cấu thành những cái tội mà luật hình sự nó có quy định liên quan đến vấn đề mà sử dụng cái nhân thân của người khác. Và ngay cả trong cái lĩnh vực lao động đi, Kim Tiến có thể biết được những cái trường hợp mà sử dụng căn cước công dân của người khác để đi xin tuyển dụng, để xin việc làm. Và khi mà doanh nghiệp họ phát hiện ra đó là cái sự không trung thực thì họ có thể có cái quyền áp dụng cái mức xử lý kỷ luật cao nhất, đó là sa thải. Còn ngoài ra thì cái việc mà chúng ta đi cầm cố có nghĩa là chúng ta đang giao toàn bộ những cái thông tin nhân thân kèm theo những cái quyền nhân thân của chúng ta cho một người khác mà chúng ta không biết là họ sẽ sử dụng nó vào việc gì. Đó, và những cái vấn đề như là tôi trình bày ở phần đầu đó là thấy rằng là tự nhiên đương nhiên chúng ta có thể rơi vào những cái trường hợp là chúng ta phải đi trả nợ cho một ai đó hoặc là chúng ta phải đi nộp thuế cho một ai đó. Nói chung là rất là nhiều cái vấn đề phức tạp. Còn đối với những người mà nhận cầm cố thế chấp những cái căn cước công dân và những cái chứng minh nhân dân thì phải hiểu được rằng là về cái vấn đề đảm bảo cho cái nghĩa vụ mà trả nợ cho cái khoản vay hoặc là trả nợ cho cái việc mà vay mượn tài sản của họ, nó không có nghĩa lý gì cả. Bởi vì sao? Dựa trên quy định của pháp luật, tất cả những cái đó nó đều vô hiệu hết. Có thể là họ sẽ mất trắng cái khoản tiền mà họ cho vay. Đó, hoặc là cái khoản tiền mà họ đưa cho cái người mà cầm cố thế chấp cái giấy tờ nhân thân của họ. Cho nên là trong trường hợp này, dưới góc độ pháp lý, về bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng đều không nên làm cái việc là cho thuê, cho mượn, rồi cầm cố cũng như là nhận cầm cố đối với lại cái căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ luật sư. Và như những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng nhìn thấy được tầm quan trọng của căn cước công dân và hãy tỉnh táo trong mọi tình huống xung quanh cuộc sống của chúng ta. Và chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành và theo dõi trong số phát sóng của chương trình Thấu Lý Thấm Tình. Hy vọng là quý vị có thêm những hiểu biết về pháp luật để tất cả chúng ta có thể chọn cho mình cách hành xử đúng đắn nhất trong mọi trường hợp. Hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0934 367565. Bất kỳ lúc nào, mọi thắc mắc của quý vị sẽ được chúng tôi trả lời ngay trong số phát sóng tiếp theo.
Còn bây giờ, Kim Tuyến và luật sư Trần Hải Anh xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.